Ngày hôm nay á, công an hình sự quận Phú Nhuận mời Mai đi làm việc. Bởi vì tôi lừa đảo người khác là 3 tỷ. Nhưng mà cái này á, là Mai đi sang giả nha. Đó là cái kỳ khách hôm nay là ở ngoài Vĩnh Phúc á, khách của Malaysia. Thế là cái quân lừa đảo là bắt đầu là nó làm như một cái bản cam kết là kêu gọi vốn. Rồi sau đó nó bảo là bóc trăm trúng thưởng, mua mỹ phẩm để trúng SH, trúng xe máy. Rồi sau đó nó kèo kéo chị là cổ đông cổ phần. Nó làm bản cam kết, đóng dấu mọc chóe lói luôn. Chị này gửi tổng cộng cho nó là gần 1,5 tỷ với 8 lần chuyển tài khoản. Thì mới chuyển có 100 triệu mà trong vòng mấy phút nó chuyển lại 150 triệu. Rồi chuyển được 150 triệu thì nó bảo là bây giờ chị chuyển thêm 100 triệu nữa thì chị sẽ có 200 triệu nữa, chuyển tiếp 100 triệu được 200 triệu nữa, đếm 500 triệu là coi như là cái chị này chị nói chị không có tiền chuyển nữa, thì nó nói là bây giờ chị cố gắng chị vay mượn đi, nếu mà chị chuyển tiếp 300 triệu nữa thì chị mới có cơ hội để lấy 500 triệu đó. Thế là đi mượn vay, mà mượn vay cái gì mà chuyển tới 8 lần, mất gần 1,5 tỷ, mà chưa kể cái anh kia nha, mà không hiểu lý do tại sao trong nhà đã có hơn 1 tỷ bạc mà anh dám mượn 3 tỷ để mà chuyển cho cái bọn lừa đảo dùng cái nick ảo của Marisa. Nó rất là tinh vi nha, nó làm cái bản cam kết nó có mọc đỏ nó đóng vào đó luôn. Trời ơi, nó còn lấy nguyên cả cái hình ảnh của Mai về, nó live stream về để nó đánh vào lòng tin. Nhưng mà tất cả chúng ta chết á, đó là đặt niềm tin sai chỗ. Mai cảnh báo rất nhiều lần rồi. Thời buổi giờ á, nó thất tất cả nhà luôn. Làm gì có chuyện là cả nhà muốn bỏ ra 30 triệu, 100 triệu đúng không? Cổ đông cổ phần gia phải ra công chứng, có nghĩa là nhà nước là cái người thứ ba đại diện cho pháp lý. Ba mặt đối lời, lăn tay lên, có người thứ ba công chứng chứ không có thể mà dễ dàng lấy đồng tiền mình như vậy. Trời ơi, quá màng, mà bây giờ đã cù xẹt một cái là chuyển cho người ta 1,5 tỷ, cù xẹt một cái là chuyển cho người ta 3 tỷ. Cho nên hôm nay là công an hình sự quận Phú Nhuận là mời Mai lên, chứ mời lên Mai đã biết chuyện gì rồi. Bởi vì Mai hay nói rồi, tất cả là vì tham sân si. Mai thì Mai làm đường hàng thuế mà đóng đầy đủ, đóng nhiều luôn, một tháng đóng mấy chục tiền thuế luôn. Hàng hóa mỹ phẩm được Bộ Y tế kiểm nghiệm, tất cả dịch vụ là được Bộ Y tế cấp phép, bảo hiểm đóng 100%, có mặt nhân viên chứng kiến, chế độ phúc lợi đại ngộ là ok tốt, bác sĩ là không phải bác sĩ ca ke, nhân viên được đào tạo bài bản. Nên Mai nói với cả nhà là sờ luôn, cái ông 3 tỷ đó là khổ đời, cái chỉ 1 tỷ rơi là khổ đời rồi. Nhưng mà có cái chỉ này mới tội này, chó cá mau hết cái khổ này. Chỉ đó là ở ngoài Phú Yên á, cái người như sao mà bây giờ trời ơi vô múa kem chống nắng có 499.000 đồng. Thế nó bảo là chúc mừng quý khách đã trúng được cái xe máy, thì bây giờ bỏ vô 10 triệu đóng tiền thuế để lấy cái xe máy. Thế là tự dưng chị này chị nghèo thật sơ, thế là đi mượn tiền về bóng vô 10 triệu rồi bắt đầu là không lấy lại được, đánh đường ngoài đó bắt xe lồm cồm vô 88 Nguyễn Bánh, phường 15 quận Phú Nhuận để lấy lại của bà Mai 10 triệu. Thế là bà Mai đi nước ngoài không gặp, lại gặp cái nhân viên. Thế bắt đầu là nhân viên bảo là bây giờ cái đó là Malaysia lừa đảo rồi. Nó chỉ nằm lăn ra đây công ty, chỉ khóc, chỉ nói là bây giờ không trả chỉ 10 triệu, đây chỉ chết tài sản ra. Thế giờ làm sao? Bây giờ tiền thì chỉ có tiền mà về xe được có mấy trăm nghìn đi mượn, nên vô đây có tiền xe mà về. Thế là nhân viên nó gom lại đứa 50 đứa 100 để cho chỉ tiền về tàu về xe, rồi ra phải báo cho công an là cái sự việc như thế. Nói thật với cả nhà luôn, sao mà các bạn dễ tin người như vậy? Mà chị hỏi thật là sao, thế nào để tính cả nhà trên mạng trả lời cho Mai đi. Tại vì mọi người đặt lòng tin vào sếp lớn. Đặt vào lòng tin vào sếp, nhưng mà nói thật là đồng tiền là khúc ruột mà. Đồng tiền là sức khỏe, là trí tuệ, là công sức của mình. Có tin bà Mai 1 triệu lần, có tin anh em 1 triệu lần, có tin làng xóm 1 triệu lần, có tin bạn bè 1 triệu lần. Nhưng mà dính dáng với đồng tiền là cứ phải ra công chứng. Không có thể đầu tư một cách bừa bài vài. Tiền mất rồi thì mình tiếc, tiếc thì mình ôm đau mình tật. Kinh quá, nó lừa gì mà lừa kinh khủng luôn, lừa nhiều lắm cả nhà ơi. Mai không nói phép này, chiều nay với ngày mai Mai sẽ đăng liên tiếp cho cả nhà. Trời ơi, có 2 người khách bị lừa 3 tỷ, 1 người 3 tỷ, 2 người 6 tỷ. Còn cái chị kia là bị lừa 1,5 tỷ, 1,9 tỷ, 1,4 tỷ. Nhưng mà ngồi một cái thế này, những cái người bị lừa 3 tỷ thì phải chứ, họ có 3 tỷ đúng không thì đỡ. Nhưng mà bây giờ mà tiền mình chưa được 1 tỷ mà đi mượn hết bà con làng xong hết người này người kia để đóng vô 3 tỷ thì Mai không hiểu nổi luôn. Mà nó hay thế này nhá, cái tài khoản của nó cùng là công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện Marisa. Nhưng nhà mình có quốc trường thẩm mỹ, nhà mình là công ty trách nhiệm hữu hạn Marisa, còn nó là công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện Marisa. Nó lại khác cái trường thẩm mỹ viện, nó đánh vào cái tâm lý nữa. Mỹ phẩm thẩm mỹ Marisa, rồi doctor medic Marisa, rồi là thẩm mỹ viện Marisa, nó đang dùng 3 cái tài khoản đó. Nhưng mà thế này nó mới ghế lớn này. Số điện thoại nhà mình là 0932699299, còn của nó là 0967. Ô, nghĩa là nó khác lên một số thôi, nó chỉ khác một số. Mà thế này nha, yêu trò của bọn lừa đảo này là ví dụ như tư vấn mua bộ N3 để loại quần nám, hay là bộ bên một tắng da, hoặc là kem chống nắng, nó kéo cái video của Mai về nó chạy quảng cáo. Và khách hàng vô mua sản phẩm thì nó bảo là chỉ có chuyển cho 250 thì được một cái kem chống nắng. Cái tâm lý khách hàng mà kem chống nắng người ta là 499, mà bây giờ chuyển qua 250 thì được kem chống nắng, thì bắt đầu là chuyển 250 nó ghi lại cho 500, chuyển 500 nó ghi lại cho 1 triệu. Thì bắt đầu cái con mồi mà nó thấy con mồi to á,
là nó lấy 50 triệu. Nhưng mà nó thấy con mồi lớn á thì bắt đầu nói là Marisa đang cần tiền góp vốn cổ đông cổ phần. Thế là bắt đầu là chuyển 10 triệu thì nó gửi lại cho 20 triệu. Thế là 100 triệu là gửi lại cho 150 triệu. 1.5 tỷ mà chuyển vô 11 lần, 3 tỷ mà chuyển vô 12-13 lần. Vậy đó, khổ vậy đó. Thì bây giờ mày quay lại mày nói tất cả của khách hàng một lần nữa. Cái thứ nhất, mày không kêu cổ đông cổ phần, không góp vốn, không bốc trăm trúng thưởng, càng không tặng quà và cũng không tặng mỹ phẩm, không mua gian bán lậu tất cả sản phẩm, tất cả dịch vụ mà được Bộ Y tế kiểm nghiệm cấp phép, tuyệt đối không làm chui, không bán hàng trôi nổi.